Nhìn vô cái bài này, nhìn vô thấy có chị đúng không? Bước đầu tiên phải bỏ được cái chị. Bỏ chị, muốn bỏ chị thì phải xác định nó là âm hay dương. Nếu là số dương thì ra chứng nó, nếu là số âm thì thêm dấu. Chốt cái chỗ đó chưa? Muốn bỏ chị bằng cách gì? Giải hàng trăm chị. Vậy yết bình trừ yết bằng 0, bấm máy tính ra đi. Vậy yết bằng 1 và yết bằng mấy? Sau đó vẽ trục ra 0, 1. Đây là phương trình bật máy. Trong trái. Chốt chưa? Chốt chưa đã? Sau đó nhìn vô đi. A lớn hơn 0, nhỏ hơn 1, thấy không? Vậy A nằm đâu? Giữa. Đây, hiểu. Tiếp B. Đúng rồi. Vậy từ A đến B nó có đổi dấu không? Có. Có, vậy nó phải là dấu trừ đây dấu, dấu cộng. Vậy từ A đến 1 nó dấu gì? Dấu trừ. Từ 1 đến B nó dấu gì? Dấu cộng. Được chưa? Vậy mình phải tách từ A đến B, phải là từ A đến 1 rồi từ 1 đến đến B, kịp không? Thì Y sẽ bằng tích phân từ A đến 1 rồi từ 1 đến đến B. Từ A đến 1 thì số gì? Thêm. Chốt. Tiếp tục. Từ 1 đến B số gì? Ra chứng nó. Rồi chọn đáp án.